Hello, xin chào anh chị em các bạn. Chào các đồng chí thân thương cũng như anh chị các bạn yêu quý, những người các bạn trong và ngoài nước. Nhân dịp 2 tháng 9 ngày Quốc khánh, Lễ Minh xin gửi lời chào thân ái đến với anh chị em các bạn. Hôm nay Lễ Minh quay cho anh chị em các bạn xem thiên đường Mỹ Quốc của những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ. Nó lúc nào cũng tiên triền và cho rằng Mỹ như là một cái thiên đường. Nó nói rằng Mỹ không có ai cũng giàu có, không có người khổ. Các bạn xem cho kỹ nha. Cho nên tôi sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn thấy đó, đây là một cái trung tâm thành phố, nơi gọi là thủ đô của một cái thành phố, của một cái tiểu bang. Các bạn thấy những người nghèo, người ta sống rất là tội nghiệp này. Trời nắng, trời mưa, họ phải sống như thế này. Các bạn thấy đâu cái vấn đề giàu nghèo đâu phải chỉ riêng gì ở Việt Nam không, nó có khắp tất cả ở mọi nơi hết. Ngay cả một cường quốc như Mỹ nó cũng có những cái vấn nạn của nó. Đâu phải Mỹ là một cái nơi gọi là ai đến là cũng sống trong giàu có, giàu sang phú quý hết đâu. Anh chị các bạn biết cuộc sống nó vất vả trăm bề. Bạn thấy bão đang sắp sửa tới rồi. Đây. Tại vì ở cái tiểu bang này, cái thành phố, cái vùng này các bạn biết bão nó hay xảy ra vào mùa này lắm. Mà những cái trận mưa nắng như vậy mà người ta vẫn phải ở, phải sống, ăn uống, họ nhiều khi họ đi vệ sinh ngay tại chỗ luôn. Rất là dơ bẩn. Đây, cái cuộc sống đó. Các bạn thấy đó, mấy cái tụi mà bao que mà xỏ lá ô hợp nó không có thích Lợi Minh quay những cái như vậy. Tại vì nó nói rằng là Lợi Minh nói xấu Mỹ của nó. Mấy các bạn biết là Mỹ mấy cái chuyện này là bình thường thôi. Cái cuộc sống người ta chấp nhận sự thật. Những người này không phải là những người gọi là bệnh tật hay là khùng điên như tụi nó nói. Bởi vì người ta xa cơ thất thế. Các bạn biết khi mà một cái quốc gia mà ở Mỹ như bước qua như Mỹ, khi nó gặp khó khăn về vấn đề mà tài chính, gặp khó khăn về vấn đề kinh tế thì dĩ nhiên rồi nó sẽ có những cái vấn nạn của nó. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Anh chị em các bạn nhớ là như vậy. Các bạn thấy cuộc sống của người ta. Cái này tôi đã quay một lần lâu lắm rồi, chị đó tôi quay mấy cái tụi kia nó kéo lên nhà tôi một lần, thì hôm nay tôi muốn quay lại cho anh chị em các bạn thấy, để thấy rằng những người đang sống ở trong nước các bạn cần phải quý trọng những cái gì, quý trọng những cái gì mà mình đang có, chứ không phải là mình hùa theo mấy cái đám chống cộng ô hợp để đang phá hoại đất nước. Các bạn có muốn quê hương đất nước của mình giống như vậy không? Tôi nghĩ là không. Cho nên chúng ta phải nói không với bạo loạn, không với những cái thành phần biểu tình mất dạy, những cái thành phần mà ô hợp nó tìm đủ mọi cách để xuyên tạc, phá hoại đất nước của mình. Chúng ta phải nói không với chúng nó. Các bạn thấy cái cuộc sống của người ta, người Mỹ đó, các bạn thấy không? Rác rến nó bay đầy cả lộ. Người ta sống khổ như thế này. Trong khi đó quê hương của mình đang đổi mới từng ngày từng giờ, cuộc sống đang tốt hơn, và đảng và nhà nước đang tìm đủ mọi cách để đăng. Trong khi đó chống cộng cực đoan ô hợp nó tìm đủ mọi cách, nó xúi dục cái những người nhẹ dạ cả tin để đặng mà xuống đường phá hoại, làm những cái chuyện rất là mất dạy. Các bạn thấy đấy. Cho nên tôi muốn quay ra để các bạn thấy, các bạn là những người đang ở trong nước, các bạn cần phải quý trọng cái hòa bình, quý trọng những cái mà mình đang có được ngày hôm nay. Chúng ta không vì những cái sự ích kỷ nhỏ mọn hay những cái vật chất nó không đáng là bao nhiêu mà xuống phá hoại đất nước của mình tan nát hết. Đây là thủ đô của cái tiểu bang này, bên kia là những cái khu nhà lầu thị trấn sầm uất,
À, các bạn nhìn thấy lên đó đó, có những khu nhà lồng rất là lớn, các bạn thấy không, người ta sống như thế này đó. Đây các bạn thấy, đâu phải ai đến Mỹ là cũng lên thiên đàng hết, giống như mấy tụi chống cộng cực đoan bên Mỹ nó nổ đâu, nó nổ bánh xác luôn, nó nổ còn hơn là bom nguyên tử nữa, các bạn thấy đó. Cho nên đừng nghe theo những cái gì mà anh Thuần chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó tiên truyền, nó không có mang lại cho các bạn và những người mà đang tin tụi nó không có mang lại những cái hòa bình, nó không có mang lại bát cơm manh áo cho các bạn, nó sẽ làm cho đất nước của mình loạn lên, tan nát hết. Tôi tin rằng các bạn là những người yêu nước cũng như tôi, mình không muốn quê hương đất nước của mình như vậy, cho nên chúng ta hãy cùng nhau đứng lên vạch mặt những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, hãy nói không với chúng nó, một đồng một lòng với ngọn cờ của tổ quốc, của đảng và bác, cùng chung nhau xây dựng quê hương Việt Nam ngày một thịnh vượng phú cường, thịnh vượng phú cường và mạnh hơn bao giờ hết. Các bạn thấy đây là một cái trung tâm dành cho những người mà gọi là vô gia cư, anh chị các bạn thấy rất là tội nghiệp. Đừng có nghĩ là Mỹ giống như là một cái thiên đường mà những thành phần mà chống cộng ô hợp tụi nó tiên truyền. Các bạn thấy có nhiều người ở cái tuổi lao động rất là tốt chứ không thấy, chứ không phải là họ bị bệnh đoạn gì, tại vì họ sa cơ thất thế, họ lâm vào cái bước đường cùng của cuộc sống thì họ phải chấp nhận cái cuộc đời như vậy thôi. Đâu có ai muốn mình phải sống đời đời vô gia cư. Anh chị em các bạn biết, ai cũng muốn phấn lên, phấn đấu lên để vượt lên mà. Nhưng mà khi cuộc sống nó khó khăn, kinh tế khó khăn và họ sa cơ thất thế, các bạn mà đánh vào trong Google đó, các bạn sẽ thấy nó giải thích về vấn đề những người sống vô gia cư như thế nào, lý do gì. Nó rất là nhiều lý do. Phần nhiều là mất việc nè, gia đình ly tán nè, ly dị nè, ly hôn nè, rồi thôi đủ thứ vấn nạn hết nó xảy ra, và nó làm cho người ta sa cơ thất thế. Anh chị các bạn đấy, đừng có nghe theo những cái gì mà tiên truyền của cái bọn chống cộng cực đoan, nó đem cái bánh vẽ ra, nó cho những người trong nước nhẹ dạ cả tin, tin theo nó là chẳng khác nào giao chứng cho ác. Các bạn thấy, tôi chỉ quay sơ sơ thôi, nhiều khi mình cũng phải tôn trọng những người này, mình đâu có dám quay sát quá, nhiều khi họ cũng mặc cảm chứ, con người mà ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái tự ái, cũng như cái đám mà chống cộng cực đoan nó cũng tự ái lắm. Tại vì nó cuồng Mỹ quá, nó chê bai Việt Nam, nó tiên truyền nó lên mạng rồi, nó kêu là bà con phải xuống đường, xuống cái bà nội cha nó chỉ xuống, cái lũ ô hợp nó chẳng ra cái trò chấm nữa. Đấy, anh chị em các bạn thấy đó, là mình muốn quay để anh chị em các bạn nhìn thấy những cái sự thật, lại Minh này làm cái gì cũng vậy, phải mắt thấy tai nghe, chứ không phải là ô nghe người ta nói như vậy là mình tin. Anh chị em nên nhớ vậy, mắt thấy tai nghe, mình phải cái gì nói phải có cái dẫn chứng và chứng minh, chứ không phải leo lên mạng chém gió rồi leo lên mạng rồi đem cái bánh vẽ ra cho bà con anh chị em các bạn trong nước lên đó tin nó ở đó, đó nước Mỹ đó tự do đó, dân chủ, nhân quyền, giàu mạnh, người dân sống rất là sướng, qua Mỹ đi xe hơi, ở nhà lầu, chạy xe vân vân vân, cái này nọ, cái gì cũng ngon. Còn cộng sản thì không có lo cho dân, cộng sản ác cho dân, cộng sản cái gì nó ị không ra nó cũng đối tại cộng sản. Các bạn thấy đó, nó về Việt Nam rồi nó đi nó chụp hình rồi nó kêu mấy cái đám mà dân chủ cội trong nước
Các bạn thấy xe cảnh sát bên Mỹ không? Cái người cảnh sát ở bên Mỹ nó được tân trang rất là đầy đủ dụng cụ, chứ không phải giống như cái người cảnh sát bên Việt Nam. Các bạn biết nó được tân trang rất là đầy đủ, đồ chơi của nó không thiếu thứ gì hết. Đụng vô nó một cái là nó bọp tay một cái bọp liền. Chứ không phải Việt Nam rồi ra đó anh đấu lý đấu cãi đấu càng đấu nãy kia rồi anh quay phim đó. Bà không phải như vậy. Lục Mỹ anh muốn cãi cái này mình mua cái giấy tờ hợp pháp. Hợp pháp thì nó các bạn biết đó, nó làm việc rất là nhanh lẹ, trong vòng tích tắc một phút thôi là nó biết cây súng đó ai làm chủ và cái vũ khí đó thuộc về ai ai hết. Nếu mà mình xài súng lậu hay có tiền án là nó lụm mình liền. Các bạn thấy, cho nên vấn đề mà chúng ta là những người yêu nước chân chính cũng vậy, chúng ta cần phải thận trọng khi ở trên mạng. Chúng ta đấu trí đấu lý ở trên cái diễn đàn không gian mạng, anh em chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Mình phải tìm hiểu về luật pháp Việt Nam, mình phải tìm hiểu về những cái pháp luật, cái gì mà cho phép mình, cái gì không cho phép mình. Mình cần phải thận trọng khi mình đi ra ngoài đời thật, để đặng mà mình đấu tụi mà cái tụi mà chống cộng ô hợp. Các bạn nên nhớ như vậy để tránh ra những tình trạng bên an ninh hay là bên các cơ quan nhà nước người ta hiểu nhầm mình. Trước hết trên mạng chúng ta phải đấu lý rồi đấu trí, mình phải tạo cái sự tin tưởng, mình phải tạo cái uy tín của mình. Mình phải cho làm sao tạo cái sự tin tưởng và uy tín cho mình, cho bên an ninh, cho bên các nhà cầm quyền của Việt Nam người ta hiểu mình là ai. Chứ không phải mình yêu nước rồi mình lên mạng rồi mình đấu với tụi nó rồi mình ra đời, mình ra ngoài đời rồi mình cứ tự phát những cái kiểu của mình thì rất là nguy hiểm. Khi mình vướng vào những chuyện đó thì nó sẽ là một cái buồn, nó là cái buồn của anh em. Cho nên tôi muốn khuyên với anh em một cái vấn đề mà mình đi đấu tranh trên cái không gian mạng này, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Chúng ta phải hiểu về pháp luật, chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta phải đừng có để những người bên an ninh hay là những người bên cơ quan thẩm quyền đó họ khó xử khi mà chúng ta bị dấp phải những cái luật pháp. Vì chúng ta là mỗi một công dân, mình phải thượng tôn pháp luật và mình phải hành xử làm sao cho nó hay để bảo đảm cái tính nghiêm minh của pháp luật. Thành ra tôi muốn chia sẻ với anh chị em các bạn trong trường hợp gần đây, giống như có em chùm sò có những cái vấn đề gai cấn, thì đây là cái sự hiểu nhầm và bị các thế lực khác tụi nó đánh phá và nó đăng những cái thông tin giả mạo. Và khi lòng yêu nước của em đã căm hờn cái tụi mà bao que xỏ lá ở những cái thành phần chống cộng ô hợp đó, em đã tự xuống đường và em đã bị dướng vào cái vòng pháp luật. Tôi nghĩ là bên an ninh người ta sẽ tìm cách để đặng mà giải thích và để mọi người nó thấu hiểu hơn. Tại vì các bạn biết ở Việt Nam mình về truyền thông mà về vấn đề mà kỹ thuật mà khoa học, kỹ thuật technology của mình nó cũng còn chưa có mạnh giống như ở những nước phát triển như Mỹ. Các bạn biết khi bất cứ mà có một cái chuyện gì mà mình làm đó, như tôi nói các bạn, chỉ cần hàng cảnh sát hồi nãy nó ngừng tôi thôi, nó kêu tôi đưa cái bằng lái, cái driver license hay cái ID bất cứ gì thôi, nó bấm cái kịch cái trong vòng vài giây thôi à, là nó biết thằng Lợi Minh này là thằng nào rồi. Cho nên cái vấn đề mà hành chính của Việt Nam mình nó còn rườm rà, nó còn phức tạp, nó còn những cái lủng củng. Cho nên cái thời gian nó kéo dài và nó làm cho nhiều khi chúng ta cũng buồn và chúng ta cũng bức xúc. Cho nên đây là bài học kinh nghiệm để anh em chúng ta làm bất cứ điều gì cũng vậy, chúng ta phải cần hết sức thận trọng. Về khi tôi về Việt Nam tôi sống như vậy, tôi cũng phải tìm hiểu về luật pháp Việt Nam làm sao cho nó đúng, mình phải áp dụng nó đúng. Như vậy thì mình sẽ không tránh được cái sự phiền phức, những cái mà nó phức tạp. Như vậy thì mình sẽ đấu tranh với tụi bao que xỏ lá, những thành phần chống cộng ô hợp một cách nó hiệu quả hơn.
cái sự đấu tranh của mình nó mang một tính cách hiệu quả rất là mạnh. Tại vì chúng ta là những người dân thường, tôi và các bạn là những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì chúng ta cùng nhau đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc để vạch mặt chúng nó, những cái sự láo chá bịp bợm của chúng nó, để gìn giữ sự bình yên mà cha anh chúng ta đã hy sinh cho chúng ta có được ngày hôm nay. Cho nên hôm nay tôi lại chuyên một mặt tôi nói về những cái vấn nạn của xã hội Mỹ, và tôi nói về những công cuộc đấu tranh trên không gian mạng này. Anh em chúng ta phải hết sức bình tĩnh, phải hết sức cẩn thận, phải làm sao mà mình phải đoàn kết với nhau, chúng ta đồng một lòng với nhau, chúng ta đấu tranh là mục đích chúng ta là diệt bao que, chống lại luận điệu xuyên tạc. Dưới ngọn cờ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng, chúng ta thẳng tiến. Hội nhóm của chúng ta nó chỉ là bản chính thức, nó không phải là chính thức. Cho nên chúng ta đừng có dựa vào bất cứ một hội nhóm nào đó, độc lập nào đó mà mình ý y vào. Mà khi vướng vào những cái pháp luật đó, thì nó rất là phức tạp. Mình không nên ý y. Chúng ta hội nhóm nó chỉ là một cái vấn đề độc lập, và nó chỉ mang tính cách gọi là lý thuyết để mình cùng nhau chống những cái luận điệu xuyên tạc. Và không nên sử dụng cái hội nhóm như là một cái bình phong để đặng mà mình núp bóng đó, mình lợi dụng đó để đặng mà mình tìm mưu cầu những cái lợi ích riêng tư trong lợi ích nhóm. Tôi muốn nói chia sẻ với anh chị em vậy. Thì sở dĩ tôi thấy cái chuyện của em chùm sò, không biết tôi quên tên gì, bé này nó cũng dễ thương, rất là dễ thương. Tôi nghe em chia sẻ và chống cái luận điệu xuyên tạc của Ba Que và thế lực thù địch rất là mạnh trong những ngày qua, mà chỉ để làm đáng tiếc về những cái sự tuổi trẻ nó còn háo hắn và tuổi trẻ nó còn bồng bột và nó xảy ra sự bất cập. Tôi mong rằng cơ quan an ninh Việt Nam sẽ giúp đỡ em để em có cơ hội sẽ phục vụ đất nước, quê hương, tổ quốc và đạt hiệu quả và thành công hơn. Các bạn nên nhớ rằng cái ngành pháp luật của Việt Nam mình nó còn rườm rà lắm. Cho nên các bạn làm, chúng ta yêu nước, chúng ta đấu tranh trên mặt trận không gian mạng này. Nhiều khi những cái cơ quan ban ngành trong nước Việt Nam họ cũng chưa biết hết. Họ chưa có đồng bộ hết. Cho nên các bạn nên nhớ như vậy. Vừa rồi tôi về tôi cũng học hỏi rất là nhiều về kinh nghiệm trên lĩnh vực này, chứ không phải là ghi các bạn không. Ngay cả tôi cũng học hỏi về trên lĩnh vực này. Khi mình đấu tranh trên không gian mạng và mình ra ngoài đời mình áp dụng đó, nó là một cái chuyện khác nữa. Bởi vì trên không gian mạng này các bạn là những cái tên, những cái nick, những cái IP, những cái nói chung là ai cũng ngồi đằng sau cái màn hình đó. Và ở ngoài đời thì người thật việc thật. Khi mà cơ quan an ninh người ta sờ gái các bạn, người ta sờ gái một con người thật. Ở bên Mỹ cũng vậy. Khi cái tụi mà Ba Que Xỏ Lá Ô Hợp nó tấn công tôi ở trên diễn đàn mạng là một chuyện, nhưng mà khi nó tới nhà tôi, nó sử dụng những cái côn đồ của nó, thì cái đó là người thật việc thật. Quốc là nó bị quốc dân vô dách. Chỉ vậy thôi. Thành ra tôi muốn chia sẻ với anh em để chúng ta cùng nhau rút tỉa những kinh nghiệm. Mà hiện nay những cái thế lực mà nó không thích họ tranh giành những cái, tôi thấy các hội nhóm trong nước hiện nay có một số nhóm đồ đó này kia, họ tìm đủ mọi cách, hay là những cá nhân nào đó hoặc vì lòng hù hằn ích kỷ, họ lợi dụng những cái chuyện này để đặng mà châm dầu đổ lửa vào. Anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, chúng ta cần phải cố gắng lên. Chúng ta phải vượt qua. Trong cuộc đấu tranh nào cũng vậy, nó cũng đầy gian nan, nó đầy những cái khổ ải, nó đầy những cái sự gian truân. Nhưng khi chúng ta vượt qua, chúng ta là những bài học kinh nghiệm không quý giá vô cùng trong cuộc đời này. Tôi nói anh chị các bạn, sự việc xảy ra cho em chùm sò là một cái điều đáng tiếc, nhưng đối với tôi là một cái sự học hỏi cho chúng ta, cho cả bản thân tôi, để chúng ta sẽ củng cố sức mạnh và đoàn kết nhau chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nói chung và lũ côn đồ Ba Que Xỏ Lá Ô Hợp bên Mỹ nói riêng. Chúng ta cùng nhau một lòng. Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm,
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Xin chào anh chị em các bạn, hẹn gặp sau. Vì tương lai sự nghiệp, đất nước và sự thịnh vượng phát triển đổi mới bền vững và lâu dài, cùng nhau đồng một lòng và đập tan những âm mưu xuyên tạc của lũ bao que xỏ lá ô hợp, lũ chống cộng mất dạy. Xin chào anh chị em các bạn, hẹn gặp sau.